Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá sầu riêng sáng nay, ngày 15 tháng 10 năm 2023. Chúc quý vị và các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, ghi nhận ở cả 3 khu vực, giá sầu riêng sáng nay tăng cao kỷ lục. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa các bạn, giá sầu riêng hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 2023, giá sầu riêng Thái, sầu riêng Ri 6 cao chót vót. Giá sầu riêng xuất khẩu Trung Quốc ngày 15 tháng 10. Với loại sầu riêng Ri 6 hạng A, 85.000 đồng trên kg, loại cân nặng từ 1,8 tới 5 kg, 2,7 hộc trở lên ghi nhận tăng 5.000 đồng trên kg so với hôm qua. Ri 6 hạng B, 70.000 đồng trên kg, loại cân nặng từ 1,6 tới 5,5 kg, 2,5 hộc trở lên. Mon thong hạng A, 100.000 đồng trên kg, loại cân nặng từ 2 tới 5,5 kg, 2,7 hộc trở lên. Mon thong hạng B, 85.000 đồng trên kg, loại cân nặng từ 1,8 tới 6 kg, 2,5 hộc trở lên. Giá sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc hôm nay tiếp duy trì đà tăng tốt trên thị trường. Giá sầu riêng trong nước ngày 15 tháng 10. Sầu riêng Ri 6, từ 40.000 tới 85.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái hôm nay có mức giá từ 45.000 tới 96.000 đồng trên kg. Sầu Musa King, 80.000 tới 120.000 đồng trên kg. Như vậy hôm nay, ghi nhận giá sầu riêng Ri 6 tăng từ 6.000 đồng tới 10.000 đồng trên kg. Về tình hình giá sầu riêng ở các khu vực trong nước hôm nay, tùy theo quãng đường vận chuyển xa hay gần, mà giá sầu riêng có sự chênh lệch ít nhiều, cụ thể ở các khu vực như sau. Giá sầu riêng tại Tây Nguyên hôm nay ngày 15 tháng 10. Với sầu riêng Ri 6 đẹp lựa, 70.000 tới 84.000 đồng trên kg. Sầu riêng Ri 6 xô, 40.000 tới 65.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái, đô na đẹp lựa 80.000 tới 96.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái mua xô 45.000 tới 75.000 đồng trên kg. Bảng giá sầu riêng khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ, ngày 15 tháng 10 cụ thể như sau. Sầu riêng Mu Sang Kinh, 80.000 tới 120.000 đồng trên kg. Sầu riêng Ri 6 đẹp lựa, 70.000 tới 84.000 đồng trên kg. Sầu riêng Ri 6 xô, 40.000 tới 60.000 kg. Sầu riêng Thái Lan Đô Na, đẹp lựa, 79.000 tới 95.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái mua xô, 45.000 tới 74.000 đồng trên kg. Giá sầu riêng tại khu vực miền Tây, hôm nay ngày 15 tháng 10. Sầu riêng Ri 6 đẹp lựa, 70.000 tới 85.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Ri 6 xô, 40.000 tới 65.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái Lan Đô Na đẹp lựa, 80.000 tới 95.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái mua xô, 45.000 tới 74.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, giá sầu riêng Thái, sầu riêng Ri 6 cao chót vót. Malaysia sắp thâm nhập thị trường sầu riêng tươi Trung Quốc. Sau Thái Lan, Việt Nam và Philippines, Malaysia có thể thâm nhập thị trường sầu riêng tươi Trung Quốc vào năm sau. Các quan chức Trung Quốc và Malaysia đang đàm phán về việc mở cửa thị trường sầu riêng tươi khi nhu cầu về loại trái cây này ngày càng tăng. Chan Phong Hin, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia cho biết, cơ quan này đã gặp phái đoàn hải quan Trung Quốc ngày 5 tháng 10 và ký tuyên bố 6 điểm liên quan đến sầu riêng. Nội dung tuyên bố gồm phía Trung Quốc đồng ý đẩy nhanh việc đánh giá rủi ro đối với sầu riêng tươi của Malaysia và cả hai bên sẽ hợp tác để thúc đẩy công tác kiểm dịch. Bộ Nông nghiệp Malaysia hy vọng phía Trung Quốc sẽ phê duyệt nhập sầu riêng tươi nước này vào năm sau. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cập nhật những thông tin giá sầu riêng hôm nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.